người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm là đùi gà sốt teriyaki kiểu Nhật. Và hôm nay Quỳnh sẽ sốt nó cay nha mọi người. Ở đây thì Quỳnh chuẩn bị đùi gà tây rất là to luôn. Thì ở đây Quỳnh mua là tổng cộng là 5 cái. Và hôm nay mình sẽ ăn cái món đùi gà này chung với lại bánh rán mặt người cũng như là bánh mặt caron. Cái loại này nó rất là mới, ở Nhật mình mua, mình review thử cho mọi người biết nha. Bây giờ thì mình sẽ làm công đoạn là mình sẽ lấy cái tăm hoặc là cái đồ xăm á, mình xăm lên trên cái đùi gà này để mình ướp gia vị vào, mình đem đi hấp cho nó chín trước nha mọi người. Đó. Có nhiều bạn thì khi mà mình đem đi chiên á thì mọi người sẽ ngâm vô bên trong cái sữa tươi, nhưng mà hôm nay thì mình hấp thì cái gà nó cũng không có cứng rồi mọi người, cho nên không có cần phải ngâm vô sữa đâu ha. Mình chiên thì mình áp dụng công thức đó nha. Còn cái này thì mình ướp gia vị giống như là mình làm gà roti, nhưng mà cái kiểu này thì nó hơi khác một chút thôi. Nêm vào đây là một chút xíu là bột nêm nha mọi người, một ít đường, tiêu. Rồi mình sẽ chà trong chà ngoài cái hỗn hợp này, mình ướp cái hỗn hợp này khoảng 30 phút nha, cho cái đùi này nó thấm gia vị nha mọi người. Thôi rồi Quỳnh sẽ cho gừng vào. Gừng này chủ yếu là Quỳnh cho vào để tạo mùi thơm nha mọi người, cho nên mọi người cho một lượng vừa đủ thôi là được ha. Cho đùi gà vào. Ủ ra cho nó thông lên, nó chín nha mọi người. Rồi Quỳnh sẽ hấp cái gà này khoảng 20 phút cho tới 30 phút cho nó chín nha mọi người. Giờ thì Quỳnh sẽ pha cái sốt teriyaki nha mọi người. Ở đây thì Quỳnh sử dụng là ba nguyên liệu chính để làm sốt teriyaki. Thì đầu tiên đó là nước tương nha mọi người. Nước tương Nhật hay còn gọi là soju ha. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng nước tương. Mình dùng muỗng nào mình tính muỗng đó nha. Mình dùng cái muôi nè, là cái muôi lớn. Tiếp đến thì Quỳnh sẽ dùng ở đây là rượu sake hay còn gọi là rượu nấu ăn của Nhật nha mọi người. Một muỗng luôn. Sử dụng ở đây là mirin hay còn gọi là rượu ngọt. Cái này thì Quỳnh sẽ cho là 2 muỗng. Mình sẽ tắt lửa luôn. Bây giờ mình sẽ cho ra nha. Wow. Bây giờ nó rất là trơn mọi người. Bây giờ nó rất là trơn luôn á. Vào bên trong chảo một ít dầu nha mọi người. Mình sẽ cho hành tỏi đập dập vào, hoặc là mình có thể bầm ra mình cho vào nha. Để cho hết cái chén nước sốt này mình pha vào đây. Thêm một ít gừng mình cà ra hoặc là mình bầm nhuyễn nữa. Rượu mirin nó có sẵn đường á mọi người, cho nên mình sẽ cho một ít đường vào đây thôi. Xíu bột nêm, một ít tiêu. Lửa riu riu cho cái nước sốt này nó sấm lại nha. Mình sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn nha. Ớt vào. Ớt này thì mọi người có thể là cho ớt Hàn Quốc khô, hoặc là mình cho ớt tươi cũng được nha. Mình đừng có cho cái loại mà tương ớt mà của Hàn Quốc thì bị gì, thì mình bỏ cái đó vô thì nó sẽ làm cái vị nó ra khác đi mọi người, nó không có ra được cái vị của sốt teriyaki Nhật ha. Mình cho là gà vào nè. Mình sẽ áp chảo cho cái gà này nó thấm gia vị nha mọi người. Mình không có cho ớt vào đầu tiên là bởi vì là khi mình cho ớt vào đầu tiên nó sẽ hăng cái mùi á. Vậy thì mình bắt đầu mình rim từ từ là được rồi. Ớt hôm nay mình bỏ hơi nhiều. Sẽ để đây mình rim từ từ cho nó rút bớt nước nha mọi người. Hai cái hộp bánh mà mặt người hôm nay mình mua được nha mọi người. Bên đây thì là bánh mặt caron hay còn gọi là bánh mặt xà rong nha mọi người. Thì bánh này nó khác một chỗ là nó được in hình mặt người. Đây, mở cho mọi người xem nha. Phần mặt ngoài nha mọi người. Mình không dám mở mạnh tại vì sợ là nó vỡ bánh ở trong á, tại vì cái bánh nó sẽ bị nghiêng á. Đây. Ú, tên 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 tên. Đó, ở trong đây là có tổng cộng là 5 cái bánh nha mọi người. Thì đây. Mọi người nhìn biết mặt ai chưa? À, mặt của thằng Ba Sa đó mọi người. Mặt của thằng Ba Sa. Màu xanh nha mọi người. Cái răng của cái hình này là cái hình mà đợt trước khi mà gia đình Quỳnh đi trực tuyến thì chụp hình cho ảnh đó mọi người. Coi cái mặt của nó mà nó nhăn cái mặt nó lên.
Thì tại sao mà có được cái hình này thì mình đặt trên web rồi xong mình gửi cái hình đó kèm theo những cái lời chúc hoặc là gì á, thì mình sẽ gửi cho người ta. Thì thông thường thì người ta sẽ in cái hình lên. Ở đây thì Quỳnh làm luôn là tổng cộng là 5 cái hình của mặt xa luôn. Nếu mà mình muốn á, thì mình có thể là cái cuối cùng thì người ta sẽ ghi chữ chúc mừng lên đây, chúc mừng sinh nhật hay là cái gì đó nha mọi người. Đó, hôm nay thì xa nó thấy bánh này là nó sẽ thích lắm nha mọi người. Đó. Rồi phía bên đây. Phía bên đây thì là bánh dorayaki hay còn gọi là bánh trong truyện Doraemon nha mọi người. Một chút thì mình sẽ bỏ ra dĩa ha. Bây giờ mở ra cho mọi người coi trước nha. Đây. Thông thường thì người ta làm mấy cái bánh này hầu như là dùng để là bánh chúc mừng là chính nha mọi người, như là mình chúc mừng sinh nhật hoặc là mình chúc mừng người ta là lễ cưới hỏi cho mọi người thì ta làm theo những chúc mừng thôi. Mở xong rách hộp luôn mọi người. Đó. Bánh dorayaki hay còn gọi là bánh rán Doraemon. Đây, phía bên trong nha mọi người. Ở giữa thì là nhân nhân này là nhân đậu đỏ nha. Và đây. Mọi người nhìn thì mọi người cũng biết ai đúng không? Mặt của quà bà Quỳnh chứ ai? Mặt của bà Quỳnh chứ ai đó. Ở đây thì Quỳnh đặt là 5 cái nha mọi người, 5 cái thì mặt của Quỳnh hết thôi. Cái bánh này nó đặc biệt chỗ thì mình ăn có thể chúc mừng được, nhưng mà đối với những người mà gọi là mình không thích cho mọi người, hay những người mà hay gọi là anti fan á, thì mình có thể làm luôn cái mình mặc người người đó mình ăn cho bỏ ghét nha mọi người. Đó. Đây, cái này của người xa nè mọi người. Rồi, cái này của Quỳnh. Cái hình trắng đen nha mọi người. Dễ thương quá mọi người. Lần đầu tiên mình mới mua thử thấy nó lạ, mình mua thử mình về mình ăn ha. Nước nó rút bớt bớt về Quỳnh sẽ tắt lửa luôn. Một chút Quỳnh sẽ lấy cái nước còn lại để mà Quỳnh chấm rau nha mọi người. Ok, đây. Mày thấy cái mặt rồi, trời ơi. Kêu nó chụp tấm hình để bắt đầu quay video của mình rồi là bắt đầu làm cái mặt. Rồi. Thì cái món ngày hôm nay mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Sao không? Ăn bánh của Sa. Nè. Cái này cái mặt của Sa đó. Đúng không? Lần đầu tiên nó thấy mọi người, lần đầu tiên nó thấy mọi người. Đây. Để đưa cận cảnh cho mọi người xem. Tôi đi tay. Rồi, bắt khỏi. Ai đây? Sa. Sa. Sa cười nha mọi người. Rồi mình sẽ xé thêm một cái thứ hai đây nha. Ba. Để cho mọi người. Mama. Ừ, sang thấy cái đó mày xé cho thêm, cái này của Sa nè. Ăn đi. Trời ơi nó vui mọi người. Ừ, cái này cũng Sa luôn đó. Đó mày để Sa ta bê đưa, Sa ta bê đưa. Ừ, Sa ta bê đưa. Ý là nó khoe đó mọi người, nó khoe là nó ăn cái mặt của nó đó mọi người. Ukashi. Ừ, Ukashi cho các bạn xem đi, Ôi ơi, các bạn có thấy sao ăn chưa các bạn ơi? Rồi, bên đây là cái bánh của Quỳnh nha, cái mặt của Quỳnh. Cái này thì người ta chủ yếu là người ta tặng vào bữa sinh nhật là chính cho mọi người, giống như là ngày kỷ niệm gì đó thì người ta mới nhờ cái chỗ bán bánh in hình lên, nó cũng giống như bên Việt Nam mình là làm bánh kem mà để hình mình lên vậy mọi người. Thôi con đừng có chà nó hư hết không? Chà nó. Con có ăn không? Nó thì sao qua xe nãy. Con trà nó mới hư đó. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái này hư trước đi, nha mấy người. Hư đi. Ăn cái này trước nha. Nó thì qua xe nãy. Thôi qua đi rư vỗ. Ăn đùi gà thì mình phải ăn bằng tay nha. Nó thì qua đây nãy. Trời ơi nó hư chứ qua đây nãy gì. Nó thì qua đây nữa. Trời ơi cái đùi nó ngon lắm mọi người. Nó thì qua đây rư vỗ thế nữa. Cô qua đi rư vỗ. Qua xe nãy đây sợ. Ừ rồi uống nước đi nè. Con ăn. Qua bánh takoyaki không? Bánh nó ngon không? Nó được qua sao nói. Trước lúc mình đem đi hấp á thì mình đã ướp gia vị rồi cho nó thấm một ít nha mọi người.
lâu lâu thì Quỳnh cũng hay làm món này cho anh xã Quỳnh ăn, anh cũng thích lắm. Mọi người biết tại sao mình mở chỉ có một cái không? Cái bánh này á, mà mình mở ra lâu quá mình để ngoài á, nó dễ bị khô cái mặt á. Bánh này cũng vậy. Con cầm con ăn đi. Nó được qua sao rồi? Qua xe. Thì còn qua sao rồi đó. Để cái ly sáng vô. Nó được mama qua sao rồi? Không. Nó để. Mama có giống xà. Cái vị rất là ngon mà. Năm cái đùi này của Quỳnh là hình như là 1,5 kg nha mọi người. 1,5 kg á. Nó bự mà. Một khóa khoảng 300g, khoảng hơn 300g xíu. Trời ơi. Nó ăn mà nó dặn mà. Ba ba, của đây Ikura cách tặng hả? Dorayaki to macaron. Ikura. Quỳnh đang hỏi anh xã Quỳnh dám mua mà người ta diễn này mua trên web nha. Ổng mua giùm Quỳnh nha mà. Mua giùm thôi nhưng mà tiền là Quỳnh trả chứ không phải ổng mua giùm là ổng trả tiền mà. Rụp sang em phút ta chữ. Anh nói là sẽ hư rồi. Mua hai cái bánh sẽ hư rồi. Ừ hư rồi. Tính luôn phí ship về cho mọi người. 6,8 cm là gần 7 cm nè mọi người, là khoảng gần 1,4 triệu tiền Việt Nam. Sang gà. Sao hư rồi? Sao hư rồi? Mama cốc. Đúng rồi. Nó biết Quỳnh thương nó cho nên bây giờ nó nói nó làm nó hư rồi. Sao hư rồi mama khóc? Ai nói sai vậy? Sao mà sao hư rồi mama khóc? Tại sao mama khóc? Tại sao Ina? Mama không có khóc đâu. Ok. Kệ sao. Được không? Mama không khóc được hả? Nó ngon lắm rồi. Mẹ có cái vị ngon khủng khiếp. Cái món này mọi người ở Nhật thì mình nghĩ theo cái cách mà người ta gọi á thì nó cũng giống như là bên Việt Nam mình gọi là gà rô ti nha mọi người, nhưng mà làm theo cái kiểu của Nhật, gia vị của Nhật ha. Không những bơ ớt vô ngon mà thông thường mình làm ở nhà ăn. Anh xã Quỳnh không ăn cay mọi người, bởi vậy làm không có bị cay, nó mất ngon mà. Hôm nay mình bỏ một đống ớt rồi. Cay ngon ghê. Sao uống sữa nha, mẹ kêu ba đưa sữa cho. Uống sữa à? Sao hư rồi đó. Trời ơi, nó giò đó kìa. Đáng lẽ cái gà nãy mười là mình phải ăn chung với cơm, nhưng mà mình vợ ăn cơm là một chút là mình no, mình không ăn bánh được mà, tại vì bánh làm từ bột luôn á. Nhưng mà mọi người ở nhà mình làm cơm ăn chung với cơm nha, hoặc là mình ăn chung với xôi cũng được nha. Ngon quá, sao ngon. Săn mi căng đây, ăn quýt đi. Sao năm cái đùi gà mình mua rẻ mà, khoảng 1,2 cm tiền Việt Nam,
là 240.000. Ngon quá. Cái này cao lắm, mình ăn hai cái là hết đá mọi người. Nó nhiều quá, nó bự nữa. Siêu tràn ngập collagen, ngon quá sao. Sao ăn không? Mày lấy cho miếng ăn nè, không có cay. Sao tập ăn cay nha. Cho không ăn nữa. Chán quá. Trời ơi, anh đổ nước vô mọi người. Bữa thầy có nhiều cái quỳnh bổ mà. Rồi tại sao? Bởi vì ngày nào cũng làm đồ ăn. Đồ ăn ngon nha mọi người. Vậy mà sao nó ăn mới hả? Tập cho ăn, ép ăn nhiều vậy. Lúc á Quỳnh bực lắm mọi người. Là nó không ăn á. Cái Quỳnh để cho nó đói thì đói mọi người. Ép nó ăn cái đó nó cũng không ăn. Thả gì nó đói chứ nó không ăn nha mọi người. Giống như là nó vô cái giai đoạn biến ăn mà. Lúc nó còn nhỏ, khi mà nó chưa được 3 tuổi á, thì mình nói cái gì nó cũng nghe hết. Bắt đầu khi nó 3 tuổi rồi á, nó giống như là cái giai đoạn mà gọi là nó không chịu tất cả cái gì cũng là muốn một mình nó hết. Mình làm cho nó thì nó cũng không chịu. Himawari thật không? Ở nhà mà có trồng himawari không? Có không? Sao nói tiếng gì cho cô chú nghe? Sao nói tiếng gì cho cô chú hiểu? Da gà mọi người ăn thì ngon, làm mấy món protein này ăn thì ngon, nhưng mà ăn á thì nó nhiều dầu mỡ cho mọi người. Nhiều rồi nè. Nó nhiều. Có nhiều collagen. これ美味しそうなこれ。À. Đi sao ăn đi. Nó bóp không à. Nhưng mà tôi sẽ xem xét đi. Xem xét ăn đi. Thôi bên này. Chỉ có đôi đặc biệt nào đây. Sang miếng thịt gà đi. Vậy đợi mẹ đi, mẹ ăn bánh takoyaki. Không phải takoyaki sao? Mẹ ăn bánh rán. Hôm nay là bánh rán bảo Quỳnh Trần nha mọi người, chứ không phải là bánh rán Doraemon nữa. Bởi vì bánh rán này là bánh rán mặt bà Quỳnh, chứ không phải là bánh rán của hình Doraemon. Thường thường mình mua bánh rán Doraemon ở trên đây nó có hình con Doraemon nha mọi người. Doraemon đâu? Không có. Nó ngon ghê mà. Ớt nó cải thấm đã. Sao chơi vậy? Sao vui thế ta? Vui hay sao? Chỉ có là cái đạo. Mama, spoon, 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 spoon
Đập tay đã vậy cho Quỳnh đưa cho cái muỗng mà. Thôi à, ba đem muỗng thôi cho nó. Chưa phun đó. Chưa rồi. Mama nó tay phải. Trời đất ơi. Nó đứng lên nhiễu nhão tùm lum. Chui. Sao làm gì sao nấu hả? Ngày nào mình nấu cơm hay gì bắt đầu đập bắt trước mà sao nấu mọi người. Đi đập. Nó rồi. Bắt đầu là sao nấu. Sao nấu giống mẹ. Cô đây chú biết được cái nào. Ngon ha. Xin xin tập bài cái này. Thì hồi nãy khi mà mình dựng xuống thì cái phần ở trong là cái phần đậu đậu xanh đó mọi người, nó rớt xuống. Rớt xuống đây nè đó. Không phải đậu xanh nha mọi người, mà là đậu đỏ nha. Đây nó chỉ có nhiêu đây thôi nha mọi người. Đi cái gì không, ăn thử miếng thôi. Mình ăn thử miếng mình kẹp lại nha mọi người. Đây nó là đậu xanh nguyên hạt mà nó được cắn sơ sơ mà mệt chứ con thiệt đúng không ta, mà đủ thứ chuyện đâu đủ thứ chuyện mà. Thật ra khi mà ăn á mọi người thì mình thấy nó không có do, nó không có sự khác biệt nha mọi người, nó cũng giống y chang như là những bánh rán khác thôi. Cái điều cái chỗ này của Quỳnh mua á thì làm cá nhân hơi nhiều nha, còn cái mà Quỳnh mua trong siêu thị thì nó ít hơn thôi. Nhưng nhiều hay nhưng ít gì bên trong nó cũng là, một là đậu đỏ cán nhuyễn, hai là nhân trà xanh hoặc là nhân sakura. Vậy thôi mọi người chỉ đảo qua đảo lại như đó nè. Hoặc là nhân đậu trắng, nếu mà làm mà sakura thì phải là nhân đậu trắng mà. Chưa nè cô đẹp. Người ta bỏ một cái sakura người ta xay ra. Trời ơi. Nó cho nguyên cái tô vô luôn. Phá giả mang. Mà phải công nhận. Nó bỏ cái nhân nhiễm rồi, nó ngọt lắm nha. Ở nhìn người ta bỏ cái nhân mà sơ bên trong nó ngọt như là bên Việt Nam mình gọi là chè mà, bên Việt Nam mình là chè. Nó ngọt khủng khiếp. Hôm nay mua về review cho mọi người. Là Quỳnh cũng ăn thử cho biết. Tình cờ hôm bữa thấy mấy kênh kia đăng, mọi người nghe trên báo đăng nữa. Cho bây giờ Quỳnh sẽ ăn thử cái bánh cuốn xa nha. Mở nè. Rồi. Ở trong á mọi người thì nó chỉ là một lớp kem thôi. Đây là kem mà mọi người mở ra nè. Đó lớp kem ở trong vậy thôi. Nè sao mày ăn mà sao? Nè màu vàng nè. Mua gì đi đi. Hả miệng nè. Hả miệng nè, hả miệng nè. Đi 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 đi. No, no. Để màu vàng bỏ tôi đi số. Đi đi. Cái lớp vỏ ngoài á. Thì nó hơi hơi giòn giòn. Ở trong thì ngọt ngọt, dai dai. Hướp. Không biết bỏ gì mà. Cái màu vàng vậy Quỳnh ăn là vị chanh nha. Thì ở đây Quỳnh ăn tổng cộng là màu hồng này là sakura mà. Màu xanh là trà xanh. Màu trắng cho là kem mọi người, mình ăn bị dâu nha. Đó. Trời nó cũng ngọt mọi người. Nó ngọt ghê luôn á, mấy cái bánh này nó ngọt ghê luôn mọi người. Rồi mình ăn thêm cái vị dâu nữa nha mọi người, no quá rồi. Đây. Cái vị dâu đây. Màu hồng dễ thương. Ở trong nha. Đó. Anu. Azu. À, bể mình mở rồi. Mình mở nó cho mọi người xem mà mở ra được như này nó bể mà.
Ichigo, ichigo, ichigo. Ichigo da ne. Ne, hami ga. Ya da. Echiki ichigo da yo. Ừ. Ê, ô. Chiki. Mở ra nó bị bể mà. Chiku. Cắn gì được. Chiku. Ừ, ngon mà. Chiku. Ô. Ngon gì? Chí sen rồi. Chí sen rồi, chí sen rồi. Ủa. Nó ngon mà, điều nó hơi bị ngọt. Ngọt quá. Ừ. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký lại sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Nó phun mưa mọi người ơi. Phun mưa và dính hết tùm lum. Ghê quá. Ghê quá bà ơi.